Phim kinh dị. Dạ, từ khóa phim kinh dị là vì em thích ạ. Ở đây có ai sợ coi phim kinh dị không? Sợ về nằm mơ không? Có Hiếu hả? Em không sợ. Hiếu biết sao không? Mọi người cũng sợ nhưng không ai dám giơ tay. Không ai sợ không? Mọi người thật thà đi mọi người ơi. Phim ma thì anh không sợ nha. Phim kinh dị thì anh không phải là sợ nhưng anh lại bị ngán á. Là phim kinh dị ví dụ như là Holocaust đi, những đó mới là điều mà anh sẽ rất dễ bị ám ảnh. Rùng rợn là thực sự là. Ê, em thấy như vậy là sợ. Vậy là sợ gì được? Anh sợ. Ok. Mà phim kinh dị thì anh xin lỗi, là Hiếu thì lại thấy còn đỡ. Nhưng mà kiểu ma ấy, kiểu như là nếu mà mình hình dung ra là mình đang trong phòng tắm hay gì, xong là đằng sau có cái... Ủa, anh là em. Hiếu là chắc là sống nhà tắm nhiều lắm rồi. Thì đấy là người ám ảnh nhất ấy. Ở đây anh cứ đằng vặt. Bao giờ tay lên. Bây giờ em nhìn cái gọi là ngoại hình thôi, em thích rủ ai đi ăn vặt? Anh nào cũng ok ạ. À? Tú đứng dậy được kìa em. Ok. Tại vì anh ngồi thì em chưa thấy cái ngoại hình của anh. Để anh đứng lên. Đấy, anh thì sao hả em? Em nhìn anh nữa. Hai anh lần lượt có thể nói cho em biết là hai anh thích ăn về gì không ạ? Anh Tú ạ. À, em xin chia sẻ trước nha. Khoanh tay. À, nếu nói về ăn vặt, đã gọi là ăn vặt là nó có rất nhiều món vặt để ăn. Đúng ạ. Thì ăn vặt là mình ăn hết tất cả mọi thứ. Em là không bất chấp, không kiêng nể thứ gì hết. Khi mà mình thấy mình cái miệng mà mình muốn ăn cái gì ngọt thì mình ăn đồ ngọt, mặn ăn đồ mặn. Đó, ăn chua thì ăn đồ chua, nghĩa là anh ăn bất chấp em à. Cái gì anh cũng ăn được hết. À, có thường xuyên thèm chua không em? Dạ không chị. À, lâu thèm lâu chua thì là thoại, chỉ dành okay. cho mấy người có em bé thôi. Ok, cảm ơn em. Dạ, còn anh Hiếu thì sao ạ? Nguyễn Trọng Hiếu, khi ăn vặt thì Nguyễn Trọng Hiếu rất là đói thì ăn vặt cái gì cũng ngon. Em là người có thể ăn vặt hay rau buổi chín luôn á mọi người. Món ăn vặt mà em thích nhất là trái cây, em thích ăn trái cây nhất. Hả? À, giống chị? Dạ. Trái cây nào hả em? Vì đây có quả cam này. Em có thích uống nước ép không? Dạ. Em có thích uống nước ép dạ, không? Dạ có, nói chung là... Em thích ăn thơm không? Dạ. Câu hỏi quen thuộc. Phần tử cơ hội á. Em thích thơm không? Dạ trái gì em cũng thích hết á. À, anh tính hỏi là em thích ăn thơm hay là em thích ăn thơm? Ây chà.